Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 12. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở bài số 9 đúng không nào? Chúng ta đã biết cách tính khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng rồi. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em bài số 10 nha. Đây là bài cuối cùng trong bài phòng bài tập của bài số 2, phương trình mặt phẳng. Xong rồi bài số 10 này thầy sẽ quay tiếp cho em bài số 3, đó chính là phương trình đường thẳng trong không gian. Xong rồi bài này nữa tiến hành ôn tập. Còn chương 2 thì thầy sẽ quay trở lại cho em công thức và hướng dẫn em làm bài tập ở phần mặt cầu, được chưa? Bài số 10 nè. Giải bài toán sau đây bằng cách phương pháp tọa độ. Cho hình lập phương ABCD A phẩy B phẩy C phẩy cạnh bằng 1. Bây giờ thầy sẽ vẽ cái hình lập phương ra. Sau đó thầy sẽ đặt cái hệ trục tọa độ OYZ vô trong hình lập phương này nha. Ở đây người ta yêu cầu em chứng minh rằng hai mặt phẳng A, B phẩy, D phẩy với lại B, C phẩy, D song song với nhau. Để chứng minh song song thì chúng ta đã biết cái cách chứng minh rồi. Nghĩa là cái vector pháp tuyến của nó, nghĩa là N1 nó sẽ bằng K, N2 và D1 nó sẽ khác với D2. Chúng ta dựa vào nó. Hay nói cách khác, chúng ta sẽ chứng minh cái tỷ lệ của nó. Nghĩa là gì? Cái gì em? Cái tọa, cái hoành độ trên hoành độ X1 trên X2. Cái vector pháp tuyến nha. Thành là A1 trên A2 sẽ bằng B1 trên B2 sẽ bằng C1 trên C2 và nó sẽ khác D1 trên D2. Nếu em chứng minh được điều đó thì hai mặt phẳng này nó sẽ song song với nhau. Đúng không nào? Thì bây giờ nói ta hình dung ra như vậy trước, để bây giờ thầy sẽ tiến hành vẽ hình. Đây. Vẽ thấp ở phía dưới chứ không đặt cái trục cao lên thì em sẽ không thấy ở phía trên. Đúng nè. Hình lập phương thì cái bộ, các cái mặt của nó sẽ là hình gì? Là hình vuông. Đúng nè, là hình vuông. Hình vuông, nhưng mà khi chúng ta vẽ trong không gian thì chúng ta vẫn vẽ nó là hình bình hành, nhưng mà nó vẽ cái hình vuông giống như hình học phẳng đâu có được. Cái này thì bạn nào cũng biết vẽ rồi, đúng không? Rồi, yes, ở đây có cạnh bằng 1 thì bây giờ chúng ta sẽ đặt cái hệ tọa độ OY vào ở trong, đây là trục trục cao này, Z yes này, đây trục hoành. Được nè. Đây là A, B, C, D. Thì trên đây sẽ là A phẩy. Ở đây sẽ là B phẩy, C phẩy và D phẩy. Được chưa? Đúng không? Rồi, có bằng 1. Thì bây giờ chứng minh rằng hai mặt phẳng ở đây là cô A này. Chứng minh rằng A, B phẩy, D phẩy. Đâu rồi? A, B phẩy, D phẩy đó nha. Nằm ở trong. Với mặt phẳng này nè. B, C phẩy, D. B, C phẩy, D. Đây. Mặt trước. Bên thì cái này thì chính sẽ thấy nè. Thấy ta bị này mặt liền. Ở bên trong này thì ta bị bên mặt đực. Hai mặt phẳng này thì chính sẽ song song với nhau. Đây nha.
song song với cái mặt phẳng BC'D. Được chưa? Hình vẽ rất rõ ràng đúng không? Như vậy thì bây giờ chúng ta chọn cái hệ trục tọa độ như thế này. Thì khi đó các em thấy cái anh A này. A này thì đó chính là nó trùng với góc tọa độ cái này. Đây trùng với góc tọa độ O này. Đúng không? Chúng ta ghi thấy này luôn nha, chọn hệ trục tọa độ. Như hình vẽ. Như hình trên. Ta có O thì trùng với A. Thì chứng tỏ là A này cũng sẽ là có cái tọa độ đó chính là 0, 0, 0. Đúng không? Và khi đó B này này sẽ nằm trên đâu? B sẽ thuộc cái trục OX. Được không nè? Chắc chắn B này thuộc trục OX thì nó sẽ có tọa độ là 1, 0, 0. Đó, cạnh chúng ta là bao nhiêu? Là 1. D thì nằm trên nào? Các em nằm trên OI. Được chưa? Và cái anh A phẩy thì nằm trên OZ. Khi đó bây giờ chúng ta sẽ liệt kê cái tọa độ ra. A trùng O thì chứng tỏ A, chúng ta nên viết A chứ đừng viết O. Có tọa độ là 0, 0, 0 này. B thuộc OX thì nó sẽ là 1, 0, 0 này. Đúng nè. Cái anh A phẩy sẽ là gì các em? Sẽ là 0, 0, 1 này. Còn cái anh D sẽ là 0, 1, 0. Đúng không? Đúng chưa? Còn cái anh C, cái anh C nó nằm ở trong cái mặt phẳng OXY này, mà độ dài cạnh ta tương ứng là 1. Thì chứng tỏ cái anh C này nó sẽ có tọa độ là bao nhiêu em? C này sẽ có tọa độ là 1, 1, 0. Đúng không nào? Đó. Còn anh D phẩy này, cái D phẩy này nằm trong cái mặt phẳng IOZ thì chứng tỏ D phẩy này nó sẽ có tọa độ đó chính là 0, 1, 1. Đúng không? Tương tự như vậy thì cái anh B phẩy nằm trong cái mặt phẳng XOZ thì cái anh B phẩy này là có tọa độ là 1, 0, 1. Đó. Được chưa? Bây giờ thầy sẽ tiến hành làm gì tiếp theo? Thầy sẽ tiến hành là lập cái phương trình của hai mặt phẳng này. Ví dụ để lập phương trình mặt phẳng A, B phẩy, D phẩy đây, thì thầy sẽ tính hai vectơ này, vectơ AB và vectơ AD. Sau đó thầy lấy tích có hướng của hai vectơ này để làm vectơ pháp tuyến. Và khi đó thầy chọn A, thầy sẽ chọn A là cái điểm của mặt phẳng này đi qua, có tọa độ trùng với tọa độ góc tọa độ 0 là 0, 0, 0. Khi đó thầy sẽ lập được phương trình mặt phẳng này. Tương tự như vậy thì thầy sẽ lập phương trình mặt phẳng ở phía bên này. Các em hiểu chưa nào? Cũng tính hai vectơ cùng phương là B phẩy, BC phẩy với lại BD, sau đó lấy tích có hướng lại là vectơ pháp tuyến. Được chưa? Như vậy thì bây giờ thầy sẽ tiến hành lập cái mặt phẳng nè nha. Bây giờ thầy tính cái vectơ AB phẩy bằng đây này, AB phẩy với lại AD phẩy nha. Thì chúng ta sẽ lấy B phẩy trừ cho A, thì ở cái này đã chính là gì? Chính là tọa độ của cái anh của B phẩy luôn. AD phẩy thì đây chính là tọa độ của D phẩy luôn. Đó chính là 0, 1, 1. Đúng chưa nào? Tương tự như vậy thì thầy sẽ giải sự. Vậy từ đây thầy suy ra cái vectơ pháp tuyến của cái mặt phẳng A, B phẩy, D phẩy. Nó sẽ tích có hướng của vectơ A, B phẩy với lại là AD phẩy. Được chưa nào? Hiểu nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có này, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Rồi. Như vậy thì ở đây vectơ pháp tuyến của mặt phẳng A, B phẩy, D phẩy sẽ bằng đây là 0, 1, đây trừ 1 này, 0 cũng là trừ 1, 1. Đúng chưa? Đó.
Như vậy thì ở đây cái mặt phẳng AB phẩy D phẩy qua cái điểm A có tọa độ là 0 0 0 và nhận cái vectơ AB phẩy D phẩy có tọa độ bằng -1 -1 làm vectơ phát tuyến. Thì khi đó ở cái mặt phẳng của nó, mặt phẳng của nó là gì nè? Là chúng ta có là -1 x - 0 - 1 y - 0 cộng 1 nhân z trừ 0 bằng 0, như ra trừ x trừ y cộng z bằng 0, đúng không nào? Hiểu chưa nào? Như vậy thì chúng ta nhân hai vế cho -1 thì ra được x cộng y trừ z bằng 0. Thì đây chính là cái mặt phẳng A B phẩy D phẩy. Chúng ta làm tương tự như vậy nha, chúng ta làm tương tự như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ tính đây, đối với bây giờ thầy sẽ tiến hành lập cái mặt phẳng B C phẩy D, thì thầy sẽ tính vectơ B C phẩy với lại BD, tích có hướng hàng này ra được vectơ phát tuyến. Như vậy ở đây là BC, BC phẩy vectơ này bằng bao nhiêu này? Cái anh C phẩy đâu rồi? C phẩy đâu? C phẩy hồi nãy thầy chưa tính được em. Hồi nãy thầy cái C phẩy thầy chưa làm đây. Cái C phẩy này nó nằm ở ở đây, thầy giao của ba cái thằng này, thì chứng tỏ là gì em? Chứng tỏ là gì? Cái anh C phẩy này sẽ có tọa độ là bao nhiêu? Sẽ có tọa độ là 1 1 1, được chưa nào? Như vậy ngay chỗ đây C phẩy tọa độ là 1 1 1 ha. Thì bây giờ để tính B C phẩy, chúng ta lấy C phẩy trừ B đây, lấy 1 trừ 1 là bằng 0 này, 1 trừ 0 bằng 1, 1 trừ 0 bằng 1 luôn. Tiếp tục chúng ta tính cái anh BD, vectơ BD, ta lấy D trừ B, D 0, 0 trừ 1 bằng trừ 1 này, 1 trừ 0 là bằng 1 này, 0 trừ 0 bằng 0. Được chưa? Từ đây thì chúng ta suy ra cái vectơ phát tuyến của mặt phẳng BC phẩy D, nó sẽ ra được là tích có hướng của hai vectơ BC phẩy với lại BD, 1 1 1 0 1 0 0 1, 0 1 1 1. Rồi như vậy vectơ phát tuyến của thằng này sẽ BC phẩy D, tính ra nè, 0 trừ 1 ha, trừ 1, 0 trừ trừ thành cộng 1 ở đây. Như vậy thì cái mặt phẳng BC phẩy D D nha, đi qua cái điểm B, điểm B chúng ta có tọa độ là 1 0 0 và có đây là vectơ phát tuyến B C phẩy D, là vectơ phát tuyến thầy ghi tắt nha, được chưa nào? Như vậy thì có là gì nè, trừ 1 x trừ 1 trừ 1 nhân y trừ 0 cộng 1 nhân z trừ 0 bằng 0. Như vậy ra ở đây là âm x nè cộng 1 trừ 1 cộng z bằng 0. Thì cái này tương đương ra được là x, chúng ta nhân với trừ 1 luôn nha, cộng y trừ z, ở đây trừ 1 bằng 0 này. Đây chính là cái mặt BC phẩy D này. Được chưa nào? Thì ở đây các em nhìn nè, cái hệ số này là 1 tương ứng 1, 1 trừ 1 thì nó giống đây không? 1, 1 trừ 1 này. Còn ở đây cái anh D đây bằng 0 mà cái anh đây là bằng -1 này, chứng tỏ hai này nó khác nhau, nên là hai mặt phẳng này nó sẽ song song với nhau, được không nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có này, xét cái phương trình hai mặt phẳng, ta có ở đây là 1 trên 1 này, 1 trên 1 sẽ bằng -1 trên -1 và nó sẽ khác 0 trên cho -1, nên từ đây chúng ta suy ra cái mặt phẳng A B phẩy D phẩy nó sẽ song song với cái mặt
B, C, phẩy D đều phải chứng minh xong. Các em hiểu chưa nào? Đó. Đó, các em. Ta từng bước như vậy. Hiểu chưa? À, câu B chúng ta sẽ tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng. À, câu này rất là dễ. Tại sao thầy nói dễ? Nhìn lại trên hình nè. Xem chưa nào? À, để tính được khoảng cách hai mặt phẳng này thì thầy sẽ tính cái khoảng cách từ điểm A này tới mặt phẳng này. Đây. Đây. Hiểu chưa nào? Đó, như vậy thì A có tọa độ là 0,0 thì phương trình mặt phẳng này đã có rồi. Đây này. À, BC phẩy D này, x cộng y trừ z trừ 1 này. Như vậy thì câu B này tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng. Ta tính cái khoảng cách từ A cho đến cái mặt phẳng BC phẩy D nha. Các em hiểu chưa nào? Như vậy thì cái khoảng cách của hai mặt phẳng AB phẩy D phẩy với là BC phẩy D thì nó sẽ bằng khoảng cách của A cho đến cái mặt phẳng BC phẩy D, và ở đây nó sẽ bằng này. Cái mặt phẳng của chúng ta nãy đó chính là gì nè? Nó nằm phía bên đây. X viết ở đây là x cộng y trừ z trừ 1 bằng 0 đúng không? A của chúng ta là sẽ là gì? 0,0 đúng không nào? Như vậy chúng ta thế vô 0 nè, cộng 0 trừ 0 trừ 1 trên căn bậc 2 của 1 bình cộng 1 bình cộng cho âm 1 bình. Như vậy đây sẽ bằng 1. Đây 3, căn 2 của 3, chúng ta trục căn thức ở mẫu bằng căn 2 của 3 trên 3. Đó. Xong. Rất là dễ hiểu luôn, chẳng có gì khó cả các em. Hình vẽ nè, câu A các em, câu này nếu các em xác định được cái tọa độ của các cái điểm này thì bài này trở nên rất là dễ dàng. Còn cái việc mà lập lập phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm thì chúng ta đã biết cách rồi, đúng chưa? Ok chưa nào? Đó. Như vậy clip hôm nay tới đây kết thúc em nhé. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho em bài số 3 này. Bye bye các em.